Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng ban tuyên giáo và Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Trang bị kiến thức an ninh quốc phòng cho chức sắc tôn giáo. Ngày thi đầu tiên vào lớp 10 công lập, nhìn chung các thí sinh đều làm được bài. Bất cập quản lý chất xả thải độc hại trên địa bàn huyện Văn Lâm. Ô nhiễm môi trường do sản xuất đá mỹ nghệ tại xã Đình Cao, huyện Phù Cử. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7 bắt đầu từ hôm nay mùng 4 tháng 6, Quốc hội tiến hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa thể thao và du lịch. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm các ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh dự và tích cực tham gia chất vấn tại nghị trường. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân. Buổi sáng ngày 4 tháng 6, các đại biểu Quốc hội đã đặt nhiều câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung như ngăn chặn việc lấn chiếm ao hồ, giải pháp để hồi sinh các dòng sông chết, nguyên nhân gây ra tình trạng ngập úng đô thị mùa mưa. Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương chiều ngày 4 tháng 6, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đặt câu hỏi đề nghị làm rõ các giải pháp để giảm chi phí logistics tại Việt Nam nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu hiệu quả hơn trong thời gian tới. Kính thưa chủ tọa phiên chất vấn, kính thưa Quốc hội, tôi xin gửi đến Bộ trưởng Bộ Công Thương một câu hỏi như sau. Hiện nay chi phí logistics còn chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng giá thành, điều đó đã ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp. Bộ trưởng cho biết những khó khăn trong phát triển dịch vụ logistics cũng như giảm chi phí logistics tại Việt Nam và định hướng giải pháp của Bộ trong thời gian tới khắc phục như thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu có hiệu quả hơn. Trong thời gian tới thì Bộ sẽ tiếp tục trình Chính phủ về cái chiến lược phát triển logistics trong cái giai đoạn tới, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, bảo đảm kết nối trong nước và quốc tế. Thứ hai là phát triển dịch vụ logistics gắn liền với phát huy tối đa lợi thế về địa lý và điều kiện tự nhiên của mỗi vùng. Thứ ba là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Thứ tư là xây dựng cái đội ngũ nhân lực đủ sức để mà đáp ứng yêu cầu của cái ngành này phát triển trong tương lai. Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh logistics cấp tỉnh, rồi là chủ động đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, thường xuyên cập nhật tình hình xuất nhập khẩu, khuyến cáo để các địa phương hiệp hội chủ động ứng phó và điều hành hạn chế cái tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu và thông quan, đẩy mạnh công tác xúc tiến phát triển thị trường, kết hợp giữa các cái doanh nghiệp logistics và các cái doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng ban tuyên giáo và Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Truyền, Trưởng phòng Tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Anh Khôi, Trưởng phòng Theo dõi công tác nội chính và cải cách tư pháp Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được kiện toàn cán bộ lãnh đạo, cũng như hai đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách quan trọng này. Đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trên cương vị mới tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm công tác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Sáng nay, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc chức việc nhà tu hành Phật giáo trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tới dự có Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 50 chức sắc chức việc nhà tu hành Phật giáo đại diện cho hơn 210.000 tín đồ Phật giáo tại hơn 600 cơ sở thờ tự trên toàn tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, các vị chức sắc chức việc nhà tu hành sẽ được phổ biến các chuyên đề về quan điểm chủ trương đường lối của Đảng về quốc phòng an ninh kinh tế đối ngoại, nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam là cơ sở để vận dụng trong thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các vị chức sắc chức việc nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh, Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình Hành trình đỏ Ngày hội Hiến máu Giọt hồng Hưng Yên và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2024. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương. Đây là chiến dịch với nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy công tác vận động hiến máu, tuyên truyền về các bệnh tan máu bẩm sinh và cách phòng ngừa trong cộng đồng. Qua đó tiếp nhận lượng máu từ các tình nguyện viên để khắc phục tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế, mang ý nghĩa trách nhiệm xã hội của mỗi người cũng như triết lý sống cao đẹp của người Việt Nam. Năm 2024 là năm thứ hai tỉnh Hưng Yên tham gia hưởng ứng đồng hành cùng chương trình Hành trình đỏ quốc gia. Với thông điệp kết nối dòng máu Việt, chương trình đã thu hút hơn 1.300 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh đăng ký và tham gia hiến máu. Kết quả sau một ngày, ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu. Nhằm ghi nhận biểu dương các tấm gương điển hình trong công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh đã tôn vinh 50 cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu trong toàn tỉnh. Hôm nay là tổng 34 lần, thì trong đó có 13 lần hiến toàn phần và 21 lần hiến tiểu cầu. Thật sự là hôm nay tôi thấy là rất là xúc động vì tham gia hiến máu cũng như là hiến tiểu cầu. Không mong muốn sẽ có ngày được tôn vinh, nhưng đây cũng là một cái ghi nhận của địa phương cũng như của tỉnh về các cái phong trào của mọi người. Thế nên là tôi mong muốn làm sao là có thể lan tỏa tới mọi người nhiều hơn về những giọt máu hồng cũng như giọt máu vàng mà chúng tôi đang làm. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức các hoạt động diễu hành cổ động thăm và trao tặng 20 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày đầu tiên hơn 17.000 thí sinh của tỉnh Hưng Yên bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Buổi sáng thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn toán. Đây được đánh giá là kỳ thi khá căng thẳng bởi có nhiều điểm trường tỷ lệ chọi rất cao. Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ thì đề thi năm nay bám sát vào kiến thức đã được học nên đa số các thí sinh đều làm được bài. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên. Đây là điểm thi có các thí sinh đến từ các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh đăng ký dự thi. Thế nhưng mà ngay từ đầu giờ sáng đã có rất đông phụ huynh và thí sinh có mặt tại đây. Lực lượng chức năng cũng đã sớm có mặt, điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực điểm thi. Trong khi đó thì các bạn học sinh tình nguyện, các cán bộ tại điểm thi cũng đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng đón thí sinh bước vào ngày thi chính thức đầu tiên. Kỳ thi tuyển sinh năm nay có sự đổi mới trong cách tính điểm, môn ngữ văn và toán được nhân hệ số 2. Một chút sơ suất cũng có thể ảnh hưởng đến tổng điểm thi, do đó nhiều thí sinh có một chút hồi hộp nhưng đều sẵn sàng bước vào kỳ thi. Mặc dù đã ôn luyện khá nhiều nhưng mà vẫn sẽ có sự lo lắng vì là buổi kỳ thi đầu tiên sắp đến. Lực học của em cũng mức trung bình nhưng cũng hơi lo. Em cũng có một tâm trạng khá là tự tin vì mình đã có sự chuẩn bị từ trước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã tới kiểm tra tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên. Đồng chí yêu cầu điểm thi bám sát các chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác tổ chức thi, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, ngăn ngừa gian lận trong kỳ thi, sẵn sàng với mọi tình huống phát sinh khác. Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ làm nhiệm vụ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối nghiêm túc, không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Buổi sáng, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn, môn thi duy nhất có hình thức thi tự luận. Thời gian làm bài là 120 phút. Phần đọc hiểu sử dụng dữ liệu trong tác phẩm Đọc đời mình trên lá của tác giả Nguyễn Minh Khiêm.
Phần nghị luận xã hội bàn về rèn luyện thói quen tốt. Phần nghị luận văn học yêu cầu thí sinh nêu cảm nhận về nhân vật và hình tượng những cô gái thanh niên xung phong trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Môn ngữ văn năm nay được nhiều thí sinh nhận xét bám sát chương trình học nhưng vẫn có những câu hỏi khó, đòi hỏi thí sinh phải vững kiến thức và có sự sáng tạo liên hệ với thực tiễn. Em thấy cũng bình thường, mới là dễ. Có những dạng mà cô giáo đã cho em môn hết rồi. Em cũng mong là vào chuyện, là vào thật. Lúc mà làm bài em vui lắm luôn. Cảm giác sướng làm bài nó thoải mái hẳn ra. Đề thi văn hôm nay phần đọc hiểu có vẻ là hơi khó so với mọi người. Còn phần làm văn thì em thấy tương đối kiểu dễ làm. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn toán thời gian làm bài là 90 phút. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm. Nhiều thí sinh cùng chung nhận xét đề thi môn toán đã bám sát cấu trúc đề thi thử, vừa sức với học sinh nhưng vẫn có những câu hỏi khó để phân loại thí sinh. Em nghĩ từ câu 41 trở đến câu 50 là khó. Em thấy khá là tự tin. Câu khó em cũng làm được đa số, chỉ có một câu là em không chắc chắn và đạt mục tiêu là hơn 9 điểm. Em thấy đều là những kiến thức cơ bản mình đã được học rồi. Em thấy khá là vui và có thể yên tâm hơn được phần nào. Em thấy tự tin hơn để bước vào bài thi ngày mai ạ. Trong ngày thi đầu tiên, có một thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Kim Động vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Toàn tỉnh có 140 thí sinh vắng thi môn văn, 143 thí sinh vắng thi môn toán. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc đúng quy chế. Ngày mai mùng 5 tháng 6, thí sinh sẽ làm bài thi tiếng Anh với hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 60 phút. Buổi chiều, thí sinh dự thi trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên thi môn chuyên. Thời gian làm bài là 150 phút. Từ đầu năm đến nay, dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt trên 98.000 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cuối năm 2023. Trong đó, cho vay ngắn hạn đạt 72.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73% tổng dư nợ. Dư nợ có mức lãi suất dưới 8% trên năm đạt trên 63.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 64%. Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt gần 44.000 tỷ đồng, chiếm 44% tổng dư nợ và giảm hơn 500 tỷ đồng. Trong thời gian tới, các tổ chức tín dụng sẽ đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản, chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ, chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ đầu tư tín dụng vào lĩnh vực rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng. Hiện nay tình trạng một bộ phận người dân lợi dụng đêm tối đổ trộm rác thải sinh hoạt, thậm chí cả doanh nghiệp đổ trộm chất thải nguy hại tràn lan ra nơi vắng người, bãi đất trống trong các khu dân cư. Đây là hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và gây bức xúc trong nhân dân. Liên quan đến vấn đề này, mới đây cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can có hành vi đổ chất thải nguy hại ra môi trường. Trong chương trình thời sự tối ngày 21 tháng 4, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh tình trạng đổ chất thải nguy hại xảy ra ở thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Tại bãi đất trống khoảng 2 mẫu này, rất nhiều bao tải chứa chất màu đen có mùi khét khó chịu bị các đối tượng đổ trộm. Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, loại chất thải màu đen đựng trong bao tải chính là xỉ thải từ quá trình tái chế chì. Đây là chất thải công nghiệp nguy hại, có hàm lượng độc tố chì cao, gây nhiễm độc cho đất và nguồn nước. Ngoài 70 tấn xỉ thải chì, tại hiện trường còn có khoảng 200 tấn xỉ nhôm được đổ trái phép. Điều đáng nói, khu đất xảy ra vụ đổ chất thải vốn là đất nông nghiệp đã được thu hồi giải phóng mặt bằng, hiện đang do xã Chỉ Đạo quản lý. Trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương cũng được đặt ra sau vụ việc. Ngày 17 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Lâm ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bà Tạ Thị Tấn, 63 tuổi, là chủ doanh nghiệp Ngọc Thiên, đóng trên địa bàn về tội gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cũng là cơ sở đổ trộm chất thải. Về phía công việc này thì anh em cũng đã tiếp tục là vẫn chỉ đạo đối với yêu cầu các công ty. Một là sẽ sản xuất theo đúng ngành nghề và xử lý phải triệt để. Đối với càng triệt để được bao nhiêu thì sẽ giảm thiểu được bấy nhiêu môi trường. Tuy nhiên là cũng không tránh khỏi được hết những cái còn tồn tại nữa. Mà tầm mới trước chưa bao giờ đổ hết.
có lần này này thì khi phát hiện thì chúng tôi trước khi muốn lấy thì phải xác minh xem nó chính thức rồi có dấu hiệu rồi, sau một tháng nên làm như thế là rất quyết liệt, chứ không phải cái trình tự mà tự nhiên bắt được. Còn trước thì đây chưa làm thế bao giờ, đây lần đầu. Còn đây là bãi rác của thôn Thị Trung, xã Đình Dù. Bãi rác này được xây dựng từ năm 2005 để chứa rác thải sinh hoạt của người dân trên địa bàn thôn. Tuy nhiên, do đã quá tải nên đầu năm 2024, bãi rác này đã đóng cửa. Do nằm sát với xã Lạc Hồng nên thời gian gần đây xảy ra tình trạng đổ trộm phế thải công nghiệp. Nguyên nhân của tình trạng này một phần là do các đối tượng vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính, buộc hoàn trả hiện trạng ban đầu, cho nên thiếu tính răn đe. Tôi đã nắp cam là từ năm 2021, bắt đầu là có hiện tượng là cứ thỉnh thoảng là có người dân đốt trộm thì cũng đã bắt được một hai lần. Hội đồng nhân dân xã cũng đã ra cái nghị quyết là cho thôn Thị Trung mua một cái máy là 3,5 kg là chuyên để phòng cháy chữa cháy và khoan một cái giếng này. Cũng không biết là lý do nguyên nhân gì có một hai cái xe chất thải công nghiệp thì nó bị cháy, thì anh em chúng tôi chiều mùng 1 là 14 giờ anh em chúng tôi cái tổ dân phòng đã xuống trực tiếp, cả trưởng thôn bí thư là xuống đã dập, nhưng dập đến 4 giờ thì máy hỏng thì chỉ dập được 50% cái số lượng cháy thôi. Qua nắm bắt cái này cũng đang giao cho chỗ công an xã để điều tra xem là người dân địa phương hay là của ngoài địa phương, để qua đó để xử lý triệt để cái vấn đề đổ rác thải công nghiệp ra cái bãi rác thôn Thị Trung. Để xử lý triệt để nạn đổ trộm rác, phế thải, chính quyền các cấp cũng cần quan tâm, tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh phối hợp giữa các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra giám sát. Đồng thời, ra quân làm vệ sinh môi trường, nhắc nhở chủ các khu đất trống, nếu chưa xây dựng thì cũng cần thường xuyên dọn dẹp, tránh để cỏ mọc um tùm để trở thành điểm lý tưởng cho các đối tượng đổ rác trộm nhắm đến. Cũng liên quan đến vấn đề môi trường, thời gian qua, một số hộ dân thôn Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Phù Cử bức xúc vì tiếng ồn, bụi bặm từ cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ trong khu dân cư đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đó là xưởng đá mỹ nghệ Hùng Thắm nằm trên trục đường DH83 nối từ đường DT386 về ngã năm Đình Cao. Theo phản ánh của người dân, cách đây khoảng 2 năm, cơ sở trên chỉ sản xuất thủ công, quy mô nhỏ, ít gây ô nhiễm. Tuy nhiên, gần 2 năm nay, quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, xây dựng xưởng và nhập nhiều máy móc, hoạt động ngày đêm, gây ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Không những mà bụi bặm cho cả người đi đường mà cả xóm chúng em là trẻ con, người già. Những nhà lúc đó nào đóng đóng cửa, không dám mở cửa ra. Nhưng bây giờ thì nói thật là chúng em cũng không chịu nữa. Nói thật anh nhỉ, bụi bặm không chịu nữa. Cái nhất là cái ngòn, còn bụi thì cái này thì thôi, việc nhà người ta làm, mỗi nhà một việc mà đấy. Đi trước là cháu nó lên chơi đấy, là bên cạnh làm nó luồng cháu là phải về, không ở được ở đây tại vì nó tiếng động nó ồn ào, trẻ mới nhỏ đẻ chẳng hạn như thế. Cách đây khoảng tầm hơn một năm ấy thì nhà bên đấy là người ta sẽ là đóng bằng tay, còn về gần về đây thì người ta sẽ dùng máy cắt các thứ rất là nhiều, gây ô nhiễm, gây ồn, bụi bặm hết cả một cái khu ấy lên ấy ạ, ảnh hưởng rất là nhiều, không biết là sức khỏe nữa. Bây giờ bụi bặm nó bay hết rồi, bay vào rồi mọi người hít vào ấy thì ảnh hưởng. Qua ghi nhận, xưởng cắt xẻ đá nói trên hoạt động không chỉ gây ô nhiễm môi trường bằng tiếng ồn, nước thải, chất thải, khói bụi mà còn lấn chiếm luôn cả lòng đường, lề đường để làm nơi bày bán sản phẩm và vật liệu, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan khu dân cư. Tới đây ấy, là chúng tôi sẽ cho mời gọi các hộ sản xuất về cái đá này ra ủy ban xã chúng làm việc cụ thể. Nếu đảm bảo thì cho sản xuất, mà không đảm bảo về tiếng ồn là một, thứ hai là cái bụi của mặt đá thì chúng tôi sẽ cho dừng sản xuất. Luật bảo vệ môi trường quy định cơ sở sản xuất có chất dễ cháy, dễ gây nổ, phát tán mùi, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của con người, gây ô nhiễm nghiêm trọng tới các nguồn nước, gây tiếng ồn, phát tán bụi, khí thải, quá tiêu chuẩn cho phép thì không được đặt trong khu dân cư hoặc phải có khoảng cách an toàn với môi trường đối với khu dân cư. Theo quy định tại điểm D khoản 2 điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thì cơ sở trên đã vi phạm pháp luật về môi trường. Trước phản ánh của người dân, đề nghị huyện Phù Cử, các cơ quan chức năng của huyện và Ủy ban nhân dân xã Đình Cao kiểm tra hồ sơ pháp lý và tình hình bảo đảm môi trường của cơ sở đá mỹ nghệ Hùng Thắm để có giải pháp đảm bảo vấn đề môi trường và sức khỏe cho nhân dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.